Sự tích Hoa Trinh Nữ. Thuở xưa, nhà nọ có hai đời phụ nữ đều có chồng đi lính. Cả hai đều thủ tiết chờ chồng. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của một trong hai người lính. Người chiến binh may mắn trở về trong sự tôn hô của mọi người, làm vẻ vang dòng họ. Tuy nhiên, khi đón chồng, người vợ khóc thầm: cân đai mũ áo bổng lộc vua ban, tất cả đều đẹp, nhưng mái đầu ta và ông ấy từ lúc nào đã ngã bạc. Vậy nên đời tiếp theo, cô con gái vừa lọt lòng thì mọi người trong nhà đều chắp tay mà rằng: lạy Phật, lại thêm một cái tội nữa. Nhưng lần này gia đình ta không gả nó cho người lính nữa. Hai đời chúng ta chờ đợi như vậy là quá đủ rồi. Cô bé từ nhỏ đến lớn không được nói chuyện với bất cứ một người lính nào. Gia đình cô làm vậy để tránh cô phải chịu cảnh chờ chồng. Một buổi sáng, xa xa vẳng tới tiếng trống ngũ liên thôi thúc các chàng trai lên đường ra trận mạc. Cô gái bước ra vườn, đến bên bờ dầu đẫm sương. Chàng trai nhà bên đang gấp gáp khăn gói lên đường. Cả hai vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, giờ đây chàng sắp phải lên đường tổng quân. Họ chỉ biết nhìn nhau, cúi mặt xót xa. Chàng trai khẽ run. Chàng hỏi: thế có chờ không? Cô gái cắn môi, nước mắt lăn tròn trên má, đáp rằng: sao không hỏi xem bông tầm xuân có nở trước khi mặt trời lên không? Chàng trai đỏ mặt, lâng lâng như vừa được chắp cánh. Chàng bấm bụng: ta có thể ra đi, dù da ngựa bọc thay. Cô gái trở vào, ngấn lệ và thẫn thờ như người ốm. Cả nhà biết chuyện, họ trách lẫn nhau. Rồi hai người phụ nữ ôm nhau khóc. Họ lo lắng và cảm thông cho nỗi lòng người chinh phụ. Người bà của cô gái thắp hương khẩn người chồng quá cố: ông ơi, có lẽ cháu ông đúng. Bởi tôi nhận ra rằng, nếu bây giờ ông sống dậy, lại ra trận, thì tôi vẫn chờ ông. Ôi cái kiếp đàn bà! Mẹ cô gái nức nở: chỉ tại mẹ thôi, chính mẹ đã truyền cho con dòng máu đợi chờ, con làm sao khác được. Bố cô gái thì gạt đi: nếu không phải con chúng ta thì cũng sẽ là một người con gái khác, cũng như ngày xưa bà chờ tôi vậy. Giờ chỉ mong thằng bé ấy trở về. Chàng tân binh hăng hái giết giặc. Vua vừa nhìn thấy chàng trai đã nhận ra ngay đây là một người lính tài giỏi và trung thành. Ngài cho rút chàng trai về, hầu cận mình. Chàng là lưỡi kiếm trừng phạt tuyệt hảo, sẵn sàng giáng xuống đầu bất kỳ ai không theo lệnh đấng quân vương. Đã 17 năm, cô gái chờ người lính ấy. Từ một thiếu nữ, nàng đã trở thành một cô gái quá lứa lỡ thì. Bà nàng, rồi cha mẹ nàng theo nhau lần lượt về chính suối. Cuối cùng, nàng lặng lẽ để tang người yêu năm xưa. Vì đã mười mấy năm rồi, chàng biệt vô âm tín. Thế rồi, một buổi chiều có tiếng vó ngựa ghé sát bên thềm. Bước xuống từ yên ngựa là một người đàn ông phong trần. Và nhìn mọi vật từ trên xuống qua ánh mắt lạnh lẽo như thép. Ngang lưng chàng thắt chiếc đai vàng vua ban, đó là phần thưởng khi chàng đâm vào lưng người bạn cũ của mình. Người bạn này đã cả gan ngăn vua khi ngài hạ lệnh chém một danh tướng mắt kém mà trót dân vua một quả táo bị sâu ăn. Sau bữa tiệc ngập máu ấy, vua cất nhắc và cho phép anh về thăm nhà sau mười mấy năm xa cách. Người con gái bước vài bước rồi sững lại trước chàng. Người đàn ông ấy gọi tên nàng bằng giọng nói thân thuộc. Nàng vỡ òa, tiếng khóc nghe như ngàn mảnh thủy tinh rơi. Tiếng khóc cho bao năm mòn mỏi, hy vọng và đau khổ.
Nhưng người đàn ông nàng chờ đợi giờ đây đã trở thành người lạnh lùng như sắt đá. Làng xóm đua nhau chúc mừng nàng, các ông làm nghề gõ đầu trẻ, đem mối tình chung thủy của hai người rao giảng trong các lớp học. Và rồi người ta làm lễ cưới cho đôi tình nhân chung thủy. Vua ban áo tím cho nàng trinh nữ Lỡ Thì. Đám cưới diễn ra long trọng. Hoàng hôn xuống, bên mâm cỗ, quan khách tròn xoe mắt nghe chú rể kể chuyện. Mười mấy năm hầu cận vua, anh ta đã quen tính kín miệng, chỉ khác đi rượu đã ngà ngà. Nhưng anh chỉ biết về những chuyện chém giết đẫm máu nơi sa trường và cung cấm. Cuối cùng, vì sao vua đã ban cho anh ta chiếc đai vàng? Người trinh nữ nghe chuyện của chồng mới cưới mà đứng không vững, lảo đảo lui dần về phòng. Ánh chèn chập chờn đỏ quạch càng làm nàng thêm sợ hãi. Vừa lúc đó có tiếng kẹt cửa, thân hình to lớn của người chồng mới cưới chến choáng tiến vào. Nàng nhìn lên thấy đằng sau anh là linh hồn một cô gái đang cầm một tấm áo đẫm máu giơ lên và cất tiếng nói: "Hãy trả chồng cho ta, kẻ giết bạn kia." Trước khi My bước vào giường cưới, hãy trả cha cho 5 đứa con thơ dại của ta. Chồng nàng không nghe thấy gì, cứ thế tiến đến bên nàng với đôi tay đầy máu đỏ. Nàng ôm mặt kêu lên kinh hãi: "Có một con ma sau chàng kìa, ôi tay chàng đầy máu." Chồng nàng giật mình nhìn sau lưng không thấy gì. Anh nhìn đôi tay cũng không thấy máu, chỉ thấy những vết sẹo ngang dọc. Anh dỗ dành: "Ta không thấy gì cả, chắc là nàng hoa mắt thôi." Người trinh nữ bỏ 2 bàn tay che mặt. Nàng không nhìn thấy người đàn bà tóc xõa và bàn tay đầy máu kia nữa. Nàng van nỉ: "Hãy mỉm cười đi anh, em van đấy. Hãy cười lên để em thấy anh của ngày xưa." Chồng nàng cố hết sức để mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không cười, nên bây giờ anh không biết bắt đầu một nụ cười như thế nào. Khó nhọc lắm anh mới nhớ ra rằng khi cười người ta phải để lộ ít nhất 1 hàm răng. Anh nhếch môi để lộ hẳn 2 hàm răng chắc khỏe, nhưng càng cố gắng mỉm cười, trong anh lại thêm vẻ dữ dằn đe dọa của một con sói. Ngay lập tức vợ anh co rúm lại và quay mặt vào trong, thổn thức cố kìm tiếng khóc. Anh rủ xuống thành giường: "Tại sao em chờ ta cả đời để rồi chối từ ta? Tại sao em bắt ta phải cười?" Người chồng buồn bã soi gương rồi tuyệt vọng: "Thôi, thế là hết cả một đời chờ đợi. Nàng từ chối ta, nàng ghê tởm ta ư?" Rồi anh gầm lên như một con thú bị thương: "Ta đã trở thành người đàn ông không cười của triều đình. Từ khi bàn tay này nhúng vào máu bạn bè, bên những bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, đấng quân vương sai ta giết hết những kẻ bất tuân mệnh lệnh." Anh nức nở: "Ôi bạn ta, người bạn đã cùng ta vào sinh ra tử. Thôi, thế là hết, và đây là đêm tân hôn vĩnh biệt, phần thưởng cuối cùng cho người lính quá nửa đời phụng sự đấng quân vương." Rồi chàng xách kiếm trên tay bỏ đi biệt xứ. Có người nói rằng anh tìm vua đòi lẽ công bằng vì đã biến anh thành kẻ sát nhân. Cũng có người bảo rằng anh lại lao vào những cuộc chém giết mới không ghê tay cho quên ngày tháng. Nơi quê nhà, người trinh nữ sống âm thầm như cái bóng. Hễ có tiếng chân ai hay tiếng động mạnh là đưa tay lên ôm mặt. Khi nàng chết thì 2 tay che mặt, người khâm liệm nắng thế nào cũng không bỏ ra. Một thời gian sau, trên mộ nàng một loài cây với những bông hoa tím đượm buồn.
mỗi khi có bước chân qua hay va chạm mạnh, những chiếc lá lăng tăng lại giật mình khép lại, xuôi xuống như bàn tay ai che mặt. Người ta gọi là cây trinh nữ. Một đêm thanh tĩnh dịu dàng, muôn hoa cỏ đang mơ màng trong giấc ngủ êm đềm. Chàng gió lướt tới bên loài cây tầm thường ấy, khẽ hỏi: "Sao em hay che mặt thế? Ở đây có ai chọc ghẹo em sao? Tại sao người ta lại gọi em là cây trinh nữ?" Đắn đo một chút, rồi loài cây ấy nhẹ nhàng đáp: "Không phải thế đâu. Mặc dù chết đi, em vẫn là trinh nữ. Em che mặt vì sợ. Ngày nay, người ta vẫn tranh giành chém giết nhau, thậm chí nhiều hơn. Nên mỗi va chạm, mỗi bước chân tạt qua đều làm em giật thót mình. Em sợ người ta sẽ gửi đến cho em đôi bàn tay đầy máu và khuôn mặt người yêu xưa chẳng biết cười." Cây trinh nữ chợt co mình lại vì vừa nghe tiếng chân qua. Đó là bước chân sóng đôi của một đôi trai gái đang đi trong sương mù. Trước khi khép những mắt lá lại, cây trinh nữ cầu khấn: "Ôi lạy Phật, cầu cho đây không phải là bước chân của những người đang phải tiễn nhau."